bự ra. Ờ vậy đó phải không? Ừ. Rồi cầm giấy nha. Thì đốt gạo cho ông. Rồi nghe cây này quay lên nó không có đừng quay không. Rồi. Rồi, đi đi. Cầm cầm cái đứng cái gạo cho nó nóng nè. Ừ. Mệt không? Rồi rồi rồi. Ừ. Đầy thùng không? Đầy thùng đó không? Đầy thùng không? Thấy rồi. Bung bự lên thôi hả? Gì được. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Hai gan luôn. Ông này 7 lít nha mọi người. Ông này là ông rồi. Không hết hả? Dầm ra thứ được không? Sớm chưa lấy cái thùng bự. Lấy thùng không? Hả? Ở ngoài giềng đó hay chưa? Ở ngoài giềng còn mặt hay chưa? Lấy thùng bự không? Tại vì rộng ta kia thùng bự. Hả? Thùng nó 5 lít không? Quá trời, chói mặt trời hà không rõ à. Nó chói ánh nắng quá. Hết không?
dầm xuống ra, dầm nó ra. Sao mờ câm à? Còn cái viền nữa hay sao không? Ừ. Còn 13 phút. Còn 6 phút nữa. 6 phút, còn 5 phút nữa. Ờ tắt nha. Xuống rồi leo lên hay vậy? Xuống rồi leo lên thôi vậy? Rồi, rồi luôn đó hả? Từ từ từ. Ủa hết luôn, hết mặt luôn hay vậy? Hết mặt luôn hay vậy? Còn cái viền. Dướng cái nắp thùng nha, dướng nắp thùng rồi từ từ xuống. Rồi tao quay mày nha. Quá à. Cá chừng 15 lít bạn ơi. Có 15 lít, 15 lít. Ê, thấy mặt chưa? Đi, về, về chứ. Đi. Tao lấy lưới ra, lưới ra. Bỏ. Bỏ ra. Vậy. Không có vô đó. Quá. Chưa. Má đầy luôn trời. Mặc đi, 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 đi vô. Lấy lưới không? Cái lưới, lưới đó. Nặng chịch. Quá. Cục mặt nó dài khoảng chừng 4 tấc vậy. Nó xuống khoảng chừng 1 gang mấy. Đầy một thùng luôn rồi mọi người ơi. Hôm nay anh em đi là bắt ốc ong này, bữa nay là mùng 7 rồi nha, mùng 7 Tết nha. Mùng 7 Tết nha. Thôi vậy tạm ngưng video đi. Qua mà cũng giờ